Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel VN Computer. Hôm nay tôi làm video này nhằm giúp các bạn học Excel một cách nhanh chóng, từ cơ bản cho đến nâng cao. Bằng cách là tôi sẽ hướng dẫn các bạn giải các bài tập Excel một cách chi tiết. Ví dụ như bài tập này, chúng ta sẽ lập công thức để tìm tên hàng, lập công thức tìm hãng sản xuất, tính thuế hay là thành tiền, vân vân. Thì qua video này các bạn có thể là lập được các công thức để giải những cái bài toán cơ bản, hay là lập công thức để giải quyết những vấn đề phức tạp hơn như là tìm kiếm, thống kê. Ngoài ra các bạn còn có thể là vẽ được các biểu đồ. Thì thông qua các bài tập, tôi sẽ hướng dẫn các bạn học một số hàm như là hàm dò tìm, VLOOKUP, hàm IF, hàm LET, hàm RIGHT, hàm SUM IF, vân vân, và một số hàm khác nữa. Bây giờ mình sẽ tiến hành làm bài số 1 hết các bạn. Thì bài số 1 mình có một cái đề bài như thế này đây. Đây, bài tập 1 mình có một cái bảng dữ liệu chính, rồi ở đây là bảng phụ, ở bên đây là yêu cầu của đề bài. Đây, thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm từng câu cụ thể ở trong bài số 1 này. Thì các bạn thấy ở trên đây là có những cái cột, nó chưa có dữ liệu. Đây là những cái cột này mình phải lập công thức. Đây, cụ thể là những cái cột mà có dấu chấm hỏi này. Những cột có dấu chấm hỏi, những cột này mình phải lập công thức ở đây để nó trả về kết quả. Thì ngay bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm cái câu đầu tiên là câu A này, là tên hàng. Các bạn phải lập công thức ngay cái ô tên hàng này để các bạn lấy ra tên hàng. Thì người ta yêu cầu mình là dựa vào ký tự đầu của mã phiếu, dựa vào ký tự đầu của mã phiếu và bảng phụ. Tức là mình sẽ dựa vào cái dữ liệu trên bảng phụ đây và mã phiếu đây để mình lấy tên hàng. Vậy thì mình sẽ lập công thức như thế nào? Đầu tiên thì các bạn sử dụng cái hàm VLOOKUP. Thì ở đây tôi sử dụng cái Excel phiên bản 2016 các bạn. Nếu như các bạn sử dụng các phiên bản 2013, 2010 thì cũng làm được bình thường nha. Nó cũng tương tự như 2016 thôi. VLOOKUP. Cái giá trị đầu tiên là mình giá trị dò tìm. Dò tìm cái gì? Mình sẽ yêu cầu mình dựa vào ký tự đầu của mã phiếu. Vậy thì không phải dựa vào mã phiếu các bạn, mà dựa vào ký tự đầu. Vậy ký tự đầu tức là cái ký tự ở bên trái của mã phiếu. Còn ký tự ở bên phải là ký tự sau. Vậy thì lấy ký tự đầu là ký tự bên trái. Vậy mình sử dụng cái hàm bên trái, đó là hàm LET. Ở trong tiếng Anh thì LET là bên trái này. LET mã phiếu, thì các bạn cứ việc nháy chuột vào cái ô mã phiếu ha. Đây, ô mã phiếu này là ô B4. Phải cái thì các bạn lấy bao nhiêu ký tự thì người ta yêu cầu, đề bài yêu cầu mình là dựa vào ký tự đầu, tức là một ký tự thôi. Đó, chừng nào yêu cầu dựa vào hai ký tự thì mình lấy hai, đây là ký tự đầu là một thôi. Đó, xong rồi, xong cái giá trị dò tìm rồi, các bạn phải tiếp. Tiếp theo là cái khối dò tìm. Khối dò tìm. Vậy thì mình sẽ dò trên bảng phụ. Thì các bạn thấy cái tự đầu của mã phiếu này là gì? Là D này, D này, X, N, D, N, vân. Thì tức là nó ứng với cái mã hàng ở dưới bảng phụ nè. Thì các bạn quét cho tôi cái mã hàng nè. Thì mình cần tìm cái gì? Cần tìm tên hàng. Vậy đó, các bạn quét qua tới tên hàng luôn. Cái mã hàng này là cái dữ liệu để mình dò tìm ở trên đây. Rồi tên hàng này là những cái giá trị mà mình cần trả về, cần tìm. Đó, vậy đó, các bạn quét qua.
Dạ, các bạn lưu ý rồi là cái khối là A15 là B17 mình vừa mới chọn nè. Thì khối này là phải là ở dưới dạng địa chỉ tuyệt đối các bạn. Địa chỉ tuyệt đối. Sau khi các bạn quét xong các bạn nhấn F4 luôn. F4. Đấy, thì nó chèn thêm những cái dấu đô la thế này là dưới dạng địa chỉ tuyệt đối. Nếu như các bạn không sử dụng cái địa chỉ tuyệt đối á thì sau khi các bạn sao chép công thức á thì nó sẽ bị sai công thức nha. Đó, ở đây là bắt buộc á. Các bạn lưu ý. Khoảng cái mà tiếp theo là thứ tự cột trở về. Thì các bạn xem cái khối mình vừa mới chọn với bảng phụ đây. Mình cần trở về cột thứ mấy trong khối này. Thì các bạn thấy cái cột khối mà chúng ta vừa mới chọn đó thì nó có hai cột nè, cột mã hàng và cột tên hàng. Vậy thì cột mã hàng là cột thứ nhất, thì cột tên hàng là cột thứ hai. Mình cần tìm tên hàng với nó mình nhập vào đây là hai. Và phải cái giá trị cuối cùng nữa các bạn, gain lookup nè. Cái đây là cái cách thức dò tìm. Thì cách thức ở đây nó có hai cái cách thức các bạn, tìm tuyệt đối nè, tìm tương đối. Thì hai cách này nó sẽ khác nhau. Tuy nhiên thì khi nào có thời gian thì tôi sẽ nói rõ hơn về vấn đề là tìm tương đối và tuyệt đối nó khác nhau thế nào. Hôm nay thì việc cơ bản đó thì các bạn sử dụng cái cách tìm tuyệt đối á. Tại vì thường thì các cái bài tập thì người ta yêu cầu mình là dò tìm thì tìm tuyệt đối thôi. Ở trong công việc cũng vậy, chủ yếu là tìm tuyệt đối đó. Do đó thì các bạn sử dụng cách là tìm tuyệt đối. Các bạn nhập số 0. Lý do tại sao mà ở đây mình phải nhập số 0 thì cách thức dò tìm mà là 0 á, là tìm tuyệt đối. Còn một cái con số nào đó khác không, chẳng hạn như số 1, số 2 gì đó vân vân, một số khác không là tìm tương đối nha. Do đó ở đây là số 0. Thì do đây là cái bài tập đầu tiên, do đó thì tôi giải thích rõ về hàm VLOOKUP nó mình sử dụng thế nào để cho các bạn rõ hơn. Rồi qua các cái bài tập tiếp theo thì tôi sẽ nói nhanh hơn về cái hàm VLOOKUP này. Mình chỉ lập công thức thôi, mình không nói lại nữa nhé. Những bài tập tiếp theo thì mình làm cho nó nhanh nhé. Rồi các bạn lập công thức xong rồi các bạn gõ Enter này. Đấy. Thì các bạn xem coi đúng không? Mình xem thủ công là có đúng không? Tức là cái mã phiếu này, cái từ đầu của nó là D này. Thì nó sẽ dò ở đâu? Dò với bảng phụ. Dò nó sẽ tìm gặp chữ D và nó sẽ trả về tên hàng đấy là dầu dầu do đấy, dầu do là chính xác ha. Vậy thì những cái ô bên dưới này mình làm như thế nào? Mình lập lại công thức mình sẽ không lập lại công thức nhé các bạn, bằng cách là mình sẽ sao chép nhanh xuống các ô bên dưới. Vậy thì các bạn chọn ô mà mình vừa mới nhập công thức nè, chọn xong rồi các bạn thấy ở dưới, ở góc dưới bên phải của ô này các bạn thấy có một cái dấu chấm vuông như thế này, các bạn di chuyển con chỏ lại. Rồi, khi mà cái con chỏ mà có dạng dấu cộng như thế này, các bạn nhấn giữ chuột trái và kéo xuống, tức là kéo thả chuột, kéo xuống, rồi các bạn vuông ra. Đấy, thì tất cả những ô bên dưới này nó đã được điền công thức vào và trả về kết quả. Đấy, thế là tôi vừa hướng dẫn các bạn cái câu A. Rồi, tiếp theo là câu B. Câu B là yêu cầu mình gì đây? Câu B yêu cầu là các bạn hãy tìm hãng sản xuất. Đây, hãng sản xuất được tính theo yêu cầu sau. Đây, yêu cầu đây các bạn. Nếu hai ký tự cuối của mã phiếu là BP thì hãng sản xuất British Petroleum. Nếu hai ký tự cuối của mã phiếu là SH thì hãng sản xuất là Shell. Hai ký tự cuối của mã phiếu là CA thì hãng sản xuất là Castrol. Vậy thì hãng sản xuất ở đây có thể là British Petroleum, cũng có thể là Shell hoặc là Castrol. Thì dựa vào hai cái tự cuối của mã phiếu đây. Đấy. Ở đây thì mình sẽ sử dụng hàm if. If. Cái tham số đầu tiên của hàm if đó là điều kiện các bạn. Thì điều kiện theo đề bài yêu cầu là hai ký tự cuối. Thì hai cái từ cuối thì cuối là bên phải ha, ngược lại lúc nãy thì đó mình sử dụng hàm right. Right
Rồi. Và các bạn chọn mở phiếu. Lúc này đã yêu cầu hai cái từ cuối đó, ở đây là hai nhé. Phải. Nếu như hai cái từ cuối lỗi chưa phải nha. Mình lấy hai cái từ cuối là right, là B4 là hai này. Hay là cái gì? Là BB á. BB tức là nhau, tức là bằng bằng BB B bằng BB. Đấy. Nếu bằng PP thì ở đây là trả về lại gì? Victor Petro. Victor Petro. Tiếp theo. Tiếp tục các bạn sử dụng hàm if tiếp. Nếu như nó không phải là cái tiệp pecho thì các bạn có thể copy công thức ở đây nha. Công thức ở đây xuống này. Tức là y như vậy thôi. Nhưng mà lúc này nó không phải là bằng pp mà nó là bằng cái gì các bạn? Bằng sh. Sh. Nếu như nó sh thì nó trả về cell. Thì các bạn lưu ý những cái hàng sau. Ở trong đây tức là dữ liệu dưới dạng chuỗi đó thì các bạn phải đặt nó trong cặp giống giá đôi nha, các bạn thiếu giống giá đôi này nó sẽ báo lỗi nè. Rồi cuối cùng thì nếu như CA là cách join, tuy nhiên mình không cần phải viết hàm if nữa nha các bạn. Mình cái đây là cái trường hợp cuối cùng rồi, không phải là restrict petrol, không phải là cell thì là cách join thôi, do đó mình không có xét là hàm if nữa, mình trả về thẳng luôn các cho này. Rồi đóng ngoặc lại. Các bạn mở bao nhiêu cái ngoặc thì các bạn đóng lại bấy nhiêu cái nha. Rồi. Thì mình lưu ý các bạn thêm nữa là theo đề bài yêu cầu thì nó có 3 khả năng xảy ra này. Tức là hãng sản xuất sẽ là đứt dịch Petro, Shell hoặc là cách chôn, có 3 khả năng xảy ra. Thì 3 khả năng xảy ra mình sẽ sử dụng hai hàm if đồng nhau. Đây. Ở bên ngoài là một hàm if này, ở bên trong đây là một hàm if nữa, thì trong câu lệnh này nó sẽ có, trong công thức này nó sẽ có hai hàm if đồng nhau. Nếu như cái đề bài yêu cầu mà nó có 5 khả năng xảy ra đi thì ở trong đây mình phải sử dụng 4 hàm if đồng nhau. Tức là n khả năng thì mình sẽ sử dụng n trừ 1 cái hàm if đồng nhau các bạn. Đây. Enter. Ở đây là nói gì? Nói là thiếu cái dấu ngoặc thôi, các bạn có thể ok. À, không báo lỗi gì các bạn, các bạn đợi mình chút nha, mình sẽ kiểm tra trên đây cho nó dễ nha. Rồi phần BP thì restrict petrol, nếu như nó bằng cái gì, nó bằng sh thì nó là cell, ngược lại là cách chôn. Rồi nó sai ở đầu. À, nó dư cái dấu ngoặc đây các bạn à. Đây do hàm if này tự nhiên cái mình gõ này nó dư hai dấu ngoặc này, ở đây có một cái thôi, có một cái đi. Đây, rồi các bạn nhấn enter rồi nó báo cái này thì không sao cả, các bạn nhấn z là được rồi nha. Nó dư dấu ngoặc thôi. Rồi dư hoặc thiếu gì đó, dư hoặc thiếu nhưng mà dư thiếu dấu ngoặc hợp lệ thì nó có thể tự thiệu thêm cho mình, còn dư như trường hợp lúc nãy thì nó báo lỗi. Rồi ở đây thì mình sao chép xuống nha. Rồi, xong rồi. Rồi tiếp tục mình sẽ xử lý cái câu thứ ba, câu C này. Đơn giá, đơn giá thì dựa vào hai ký tự đầu của mã phiếu và bảng phụ. À, xin lỗi là dựa vào ký tự đầu này, một ký tự đầu chứ không phải là hai các bạn. Để nó cũng tương tự như tên hàng thôi. Bằng v lớp up, mình viết nhanh nha, v lớp up này ký tự đầu là led này, đây mã phiếu phải hai, xin lỗi phải một nha, đây mình lấy một ký tự thôi. Đây,
dò tìm, dò ở đâu, dò ở dưới bảng phụ. Các bạn chọn khối là mã hàng nè. Lúc nãy thì tên hàng thì mình chọn là mã hàng và tên hàng thôi, tại vì mình cần trả về là tên hàng. Bây giờ cần trả về cái gì? Mình cần trả về đơn giá, tức là mình đang tìm đơn giá mà, do đó mình phải quét vào cột đơn giá luôn các bạn. Rồi, các bạn vừa quét xong các bạn thả chuột ra nha. Các bạn nhấn cái đôi F4. Nhấn F4 đây làm gì? Để chuyển đổi cái địa chỉ này ở trên công thức nè. Địa chỉ này địa chỉ tương đối, mình sẽ nhấn F4 để chuyển sang địa chỉ tuyệt đối, tức là mình sẽ chèn những dấu đô la vô. Đây, các bạn thấy những dấu đô la ở đây nó chèn vô rồi. Rồi, cái tới đây là cột trả về, cột trả về. Thì các bạn thấy trong khối này nó có ba cột nè, cột mã hàng nè, cột tên hàng nè, cột đơn giá. Các bạn xét ở trong khối màu nâu này thôi nha. Rồi, đơn giá thì nó nằm ở vị trí thứ ba, phẩy ba. Tới đây các bạn có gì xong mà các bạn phẩy ba phẩy không. Rồi, enter. Rồi, các bạn sao chép xong rồi. Tiếp theo câu D, thế. Thế thì nó bằng số lượng nhân cho đơn giá nhân cho thế sức. Số lượng thì có đây nè, đơn giá thì có rồi, nhân lại nhân cho thế sức. Trong đó nếu mã hàng là D thì thế sức là 0, ngược lại là thế sức là 5%. Tức là 5% số lượng như đơn giá. Cái mã hàng là D đây này. Tức là trên ký tự đầu của mã phiếu này là D á, thì mình khỏi phải đóng thế. Tức là đóng thế 0 đồng thôi. Còn ngoài ra cái mã hàng nó không phải là D thì mình dựa trên đây, nếu là X là N nè, là mình phải đóng thế 5% cái số lượng nhân đơn giá các bạn. Tức là mình phải đóng thế 5% của cái thành tiền đó. Đây, gì vậy sao? Bằng, cái gì ta cho bằng số lượng thì các bạn cứ nháy vào số lượng. Nhân đơn giá nhân cho thế sức. Lúc này thế sức thì nó có hai khả năng nha, một là không, hai khả năng thứ hai là nó sẽ 5%. Do đó các bạn có thể là nhân if nè, nếu let của mã phiếu lấy một ký tự, nếu như nó bằng d thì là không, ngược lại không phải d á, là 5%. Ok, enter. Rồi, bị dư giống mặt người ta, các bạn nó bị dư giống mặt đó. Đúng rồi, bị dư giống mặt này. Rồi, bị dư đúng không ạ? Xong rồi đó, các bạn nhấn enter. Đấy, đây là không nè, vô đó D là không, các bạn có thể kéo xuống nha. Đây là không luôn, bạn có thể kéo xuống nữa. Đây là X nha, cái hàng thứ ba này là X, do đó thấy sức không phải là không nè, các bạn kéo xuống tới đây mà không nữa là sai đó. Đây, hên quá, không sai. Rồi, đây là thế sức nha. Đây là n nè, đây là n nè, thế sức khác không. Rồi tiếp theo mình sẽ làm một câu E. Thành tiền thì bằng số lượng nhân đơn giá cộng cho thế. Bằng số lượng nhân đơn giá cộng thế, số lượng nhân cho đơn giá, các bạn nhớ vào ô đơn giá. Rồi, các bạn lưu ý là mình đang lập công thức ở ô nào thì các bạn chọn cái số lượng và đơn giá ở bên cột số lượng đơn giá, nhưng mà nó phải cùng một hàng nhé, cùng một hàng với ô mà mình đang lập công thức nè. Ở đây mình chọn đơn giá là E4, lý do là mình đang lập cái công thức tại ô H4. Chứ ở đây các bạn chọn đơn giá mà các bạn chọn E5, E6 là nó bị sai nha. Chọn những ô dưới này là nó sai nha. Phải chọn ngang hàng qua dưới này nè. Rồi, nhân cho
ấy xin lỗi cộng, ở đây nó có cho công thức với đệ này, cộng thuế xong. Rồi. À, thế là mình đã hoàn thành các yêu cầu ở trong bài tập 1 rồi. Tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm bài tập số 2. Thì bài tập này người ta cho chúng ta là bản báo cáo thuê kho tháng 8 2013. Thì mình có hai bản dữ liệu, thứ nhất là bản chính như thế này này. Rồi bản phụ. Và ở đây có 5 yêu cầu các bạn, 5 yêu cầu. Yêu cầu là tìm mặt hàng, số ngày gửi, đơn giá, thành tiền và yêu cầu chích lọc. Yêu cầu thế. Đầu tiên mình sẽ tìm mặt hàng. Yêu cầu mặt hàng gì đây? Mặt hàng dựa vào ký tự cuối của mã số và bản phụ. Thì ký tự cuối của mã số ở đây. Thì các bạn là công thức đi. Về lớp cái từ cuối của mã số, vậy thì cuối là ở bên phải các bạn, sử dụng hàm răng. Một ký tự. Và tiếp theo là ở đây là giá trị giao tiền các bạn, đây là ký tự cuối của mã số nè, công thức này nó trả về ký tự cuối của mã số nè, rai b 4 1 là trả về một ký tự cuối của mã số. Tìm ở đâu thì chúng ta sẽ tìm ở trên bảng phụ, dò ở trên cột mã hàng, trả về cột mặt hàng. Để các bạn quét hai cột như thế này, các bạn kéo thả chuột để chọn hai cột như thế này nhé. Rồi xong rồi các bạn đừng quên nhấn F4 nha, nhấn F4. Rồi nhấn F4 để chèn cái dấu đô la vào vào cái công thức như thế này này. Thì khi mà chèn dấu đô la vào như thế này thì mình gọi là địa chỉ tuyệt đối, còn không chèn vào thì nó là địa chỉ tương đối. Thì tại sao mà ở đây mình phải sử dụng địa chỉ tuyệt đối các bạn? Lý do tại sao như thế thì các bạn thấy khi mà mình lập công thức ở ô bên trên này thì chút xíu nữa mình sẽ sao chép xuống những ô bên dưới đây. Nếu mình sử dụng địa chỉ tương đối thì cái khối màu nâu mà mình đang chọn nè, nó sẽ dịch chuyển theo, và khi mà nó dịch chuyển đó thì nó sẽ bị sai. Vậy thì mình muốn cho cái khối này nó luôn cố định ở đây, thì nó luôn có lấy cái dùng dữ liệu như thế này đây ở mỗi cái ô cần tính toán thì nó đều lấy ở dữ liệu ở đây, do đó mình phải sử dụng địa chỉ tuyệt đối. Rồi các bạn phải đấy. Trong khối này thì mình cần tìm mặt hàng để trả về cột thứ hai, hai không chứ không là cách thức dò tìm thì lúc nãy mình nói rồi nhé. Rồi các bạn thấy này, lý do là mã số này MS này, cái từ cuối là S, nó sẽ lấy cái từ cuối này nó sẽ dò xuống mã hàng, cái dò sẽ gặp cái chữ S rồi nó sẽ chiếu vào đây, nó sẽ lấy đơn giá này. Ý xin lỗi là nó lấy mặt hàng là sắt. Các bạn sao chép xuống. Rồi, số ngày gửi. Số ngày gửi người ta yêu cầu là nếu như ngày gửi mà bằng ngày lấy hàng á, ngày gửi cùng với một ngày với ngày lấy hàng á, tức là ngày gửi và ngày lấy nó cùng nhau, bằng nhau thì tính là một ngày. Còn nếu mà không có trùng nhau đó thì ngày nó sẽ bằng ngày lấy hàng trừ đi ngày gửi. Hàm if. If. If gì đây? If ngày lấy hàng bằng với ngày gửi thì nó là 1, trả về 1. Ngược lại thì sẽ bằng ngày lấy hàng trừ đi ngày gửi. Các bạn lưu ý cho tôi là cái chỗ H2 này là tức là cái ô ngày lấy hàng này mình phải sử dụng địa chỉ tuyệt đối nha, tức là các bạn phải nhấn F4 cho bàn phím F4 chọn F4.
lý do tại sao mình sử dụng phải sử dụng địa chỉ tuyệt đối, giống như lúc nãy tôi đã giải thích rồi đó. Khi mà mình sao chép xuống đó, thì không phải là địa chỉ tuyệt đối, mình sử dụng địa chỉ tương đối đó, thì nó sẽ sai dữ liệu ở đây này. Cái ô này nó chạy đi chỗ khác rồi, thì nó không còn lấy cái giá trị này nữa. Và đặc biệt là cái OD4, chỗ D4 này này, mình không sử dụng địa chỉ tuyệt đối nha. Tại vì số ngày gửi ở mỗi ô khác nhau, thì cái ngày gửi này mình sử dụng những cái giá trị tương ứng nó khác nhau rồi. Do đó nó phải thay đổi nó mới đúng được. Mà thấy ví dụ mình kéo xuống cái ô bên dưới này, này thì lúc này không còn D4 nữa, mà nó tham chiếu vào ô D10 nữa các bạn. Nhưng mà vẫn là H2, ngày lấy vẫn là H2, ngày gửi là D10. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn là chữ C này, đơn giá. Đơn giá dựa vào ký tự cuối của mã số và bảng phụ. Ký tự cuối của mã số và bảng phụ. Và tương tự VLOOKUP. Cái từ cuối ra mình sẽ chọn vào bảng phụ tìm đơn giá, các bạn quét hết nha, quét qua tới cột đơn giá luôn, nhấn F4. Cột đơn giá này nó ở vị trí thứ ba, do đó mình phải ra mình sẽ gõ số 3 như này. Đây là vị trí của cột mình cần trả về ở trong cái khối mình vừa chọn đây. Ví dụ như sau chỗ này nó ra sao là 12.000 thì nó tham chiếu vào đây này, nó tham chiếu vào ngang qua đây, cái thằng ô này, ô mã số này có ký tự cuối là V. Giờ nó lấy cái về thì nó sẽ dò xuống cái bảng phụ ở cột đầu tiên này, cột mã hàng, nó sẽ gặp chữ V ở đây, gặp chữ V ở đây nó sẽ căng ngang qua cái cột đơn giá, nó sẽ trả về đơn giá. Đây mình đang tìm đơn giá mà, thì trả về đơn giá này là 12.000, lý do ở đây là có kết quả là 12. Các ô khác tương tự. Rồi cái câu tiếp theo là thành tiền. Thành tiền thì bằng cái gì? Thành tiền thì người ta yêu cầu mình tính là nó bằng số lượng nhân đơn giá nhân số ngày gửi. Bằng nhấn vào số lượng nhân đơn giá nhân số ngày gửi. Đây, vậy là xong rồi đó. Nên ta kéo xuống. Tiếp tục câu E. Để yêu cầu lọc ra những mặt hàng là sắt và có số lượng lớn hơn 30. Vậy thì những cái mặt hàng nào mà là sắt có số lượng đồng thời nó phải lớn hơn 30 thì mới lọc ra các bạn. Thì tức là nó có hai cái điều kiện lọc các bạn. Một sắt nè. Thứ hai là số lượng lớn hơn 30. Thì để làm cái câu E này thì các bạn phải tạo cho tôi một cái bảng gọi là bảng điều kiện. Thì để yêu cầu cái gì? Yêu cầu thứ nhất là yêu cầu về mặt hàng. Thì các bạn hãy đây chú ý cho tôi là chỗ mặt hàng này với chỗ số lượng này. Có hai điều kiện thế. Để đơn giản thì các bạn chọn cái ô mặt hàng này nè, các bạn khỏi phải gõ lại đâu, gõ lại cũng được nhưng mà khỏi phải gõ lại nó sai sót. Chỗ mặt hàng các bạn nhấn cần chọn C, các bạn copy các bạn dán ra đây. Rồi cái gì nữa? Này về số lượng, về số lượng ở đây thì các bạn chọn số lượng nó có hai điều kiện như thế. Rồi ở phía dưới, hàng dưới của cái tiêu đề này thì các bạn thiết lập cái điều kiện mặt hàng là cái gì. Mặt hàng là sắt thì các bạn phải gõ điều kiện vô là sắt. Số lượng lớn hơn 30, lớn hơn 30. Rồi xong rồi. Đây là vừa lập cái bản điều kiện. Rồi, sau khi lập bản điều kiện xong thì mình mới thực hiện cái công việc là lọc dữ liệu, lọc. Thì lọc thì các bạn
Nhấn vào như tôi là ở đây. Thì các bạn lưu ý mình phải chọn cái thẻ data, tức là bạn chọn data ở trên đây. Ở đây nó có nhiều bạn chọn, các bạn insert này, phải layout, formula, data này. Bạn chọn thẻ data, các bạn chọn tiếp cho tôi là aquan, lọc theo mẫu ha. Chức năng là lọc theo mẫu aquan. Nó sẽ ra cái hộp thoại thế này này. Để trên đây á, thì các bạn chọn cho tôi là cái mục thứ hai này để mình copy cái dữ liệu mà để trả về đó ra đây. Cái ô đầu tiên này các bạn xóa đây, ô đầu tiên này là cái ô này là dữ liệu cần lọc, tức là các bạn dữ liệu chính của mình đây, mình sẽ lọc dữ liệu từ đây, tức là dữ liệu nguồn đấy, dữ liệu nguồn trước khi lọc. Cái ô thứ hai đây, là bảng điều kiện các bạn, thì bảng điều kiện là đây mình mới lập rồi đây, các bạn quét luôn cho tôi là cái điều kiện ở bên dưới luôn nha, đừng có quét tiêu đề không nha, quét tiêu đề không là sai đâu, quét luôn cái điều kiện bên dưới này đây. Hai dòng luôn. Đấy. Cái ô thứ ba này là mình chỉ cái chỗ để mình dán ra, tức là mình phải dán cái kết quả ra đấy, các bạn có thể dán ở dưới này nha. Rồi, đưa cho dán ở dưới này đi. Đấy. Rồi, các bạn nhấn OK. Đó. Thì đây là cái kết quả mà mình vừa mới lập ra được nha. Các bạn thấy là mặt hàng là sắt nè, số lượng là 40, tức là lớn hơn 30, thỏa mãn điều kiện. Thì các bạn có thể kiểm tra thủ công lại cho mình làm có đúng không. Ở trong đây mặt hàng sắt nè, có một hai dòng, hai dòng sắt là một dòng sắt, hai dòng. Tuy nhiên thì cái dòng đầu tiên có số lượng là 40, nó thỏa mãn về số lượng, điều kiện số lượng. Cái dòng thứ hai cũng là sắt nhưng mà nó có hàm chính thôi, nó không đạt tới số lượng là 40, vì đó cái dòng này nó bị lỗi rồi. Thì cuối cùng kết quả mình còn đó là một một hàm duy nhất thôi. Thì tôi vừa hướng dẫn các bạn làm các yêu cầu trong bài tập 2. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm bài tập số 3. Thì trong bài tập số 3 này nó có một cái số kiến thức cũ, tức là một số hàm mình đã làm trong bài 1, bài 2 rồi. Thì tôi sẽ làm nhanh cho các bạn. Những chỗ nào mà nó mới thì tôi sẽ làm chậm lại, giải thích kỹ hơn để cho các bạn hiểu. Đây, bài 3 này thì cho ta bảng dữ liệu chính như này, một bảng phụ như này. Yêu cầu có các yêu cầu như này, đặc biệt là có yêu cầu về vẽ biểu đồ, vẽ biểu đồ thể hiện cái tên ga và số lượng. Cái này là cái câu S, câu tương đối mới trong hai bài trước, bài số 1, số 2 thì nó không có vẽ biểu đồ. Đầu tiên mình sẽ tìm tên ga dựa vào hai ký tự cuối của mã hợp đồng và bảng phụ và lên top right. Hai ký tự cuối phẩy hai bảng phụ, quét bảng phụ rồi cấp bốn phẩy hai không sẽ có được cái tên ga, các bạn sao chép xuống. À, câu B là đơn vị tính được được tính theo yêu cầu sau: nếu hai ký tự đầu của mã hợp đồng là 45 hoặc là 48 thì đơn vị tính là kg, còn nó là 12 á, là mình tính là bệnh. Nghĩa mình dựa vào hai ký tự đầu này thôi, nếu như ở đây là 45 hoặc là 48 á, thì là đơn vị tính là kg, còn ngược lại là bệnh, tức là không phải 45 không phải 48 nữa, nó bệnh rồi. Xếp này hai ký tự đầu xin hợp lép chọn mã hợp đồng phải nhé, hai bằng, nếu như nó bằng cái gì các bạn thì nó nói mình tính thì mình xét trường hợp là nó bằng 12 chứ ha, nếu nó bằng 12 là đơn vị tính là bình,
ngược lại 0,12 thì là kg các bạn. Tính như thế nó đơn giản bằng 12 ngược lại là gì, là kg. Enter. Và các bạn thấy ra trong công thức này, và các bạn lưu ý tại sao 12 chúng ta phải đặt nó ở giữa cặp đối với đôi, thì các bạn lưu ý là 12 này là không phải là con số các bạn, nó không phải là giá trị số mà là nó là giá trị chuỗi, giá trị sâu sâu hơn bạn, tại vì nó sẽ so sánh với một cái sâu được cắt ở trong cái mã hợp đồng này. Mã hợp đồng này là một sâu, hiển nhiên cái số 12 trong mã hợp đồng này nó là một phần của sâu thì nó cũng ở dưới dạng sâu, do đó mình phải so sánh với một sâu như thế này. Nếu như các bạn sử dụng số 12, các bạn không có đặt cái cặp dấu giấy đôi vào vào đây đó, thì nó sẽ sai sai kết quả, tại vì nó không có hiểu, thì đó mình phải đặt cặp dấu giấy đôi trong đây. Các bạn sao chép xuống. Tiếp theo là đơn giá. Đơn giá thì dựa vào hai ký tự cuối của mã hợp đồng và bảo phụ. VLOOKUP. Hàm VLOOKUP này tương đối quen nha các bạn. Nãy giờ mình làm cũng nhiều rồi đó. Rồi hai ký tự cuối. Các bạn thấy cuối là rai đây, cuối là rai. Đầu là less, cuối. Đúng nha. Hai. Rồi dựa vào đâu, dựa vào bảng phụ, mình sẽ dò tìm cho bảng phụ. Mình đang tìm đơn giá thì mình phải quét vài cột đơn giá như các bạn. F4 đơn giá ở cột thứ ba, phẩy ba, tìm tuyệt đối không xong. Rồi tới cái cột E, trị giá. Trị giá thì bằng số lượng nhân đơn giá, số lượng nhân đơn giá. Rồi, đơn giản như thế thôi. Ở đây là bạn mở rộng ra đây một xíu. Rồi, câu cuối cùng là câu F. Vẽ biểu đồ hình cột hai chiều thể hiện tên ga và số lượng cho bảng phụ. Tên ga và số lượng. Thì các bạn lưu ý là quên đó, mình lúc nãy mình làm sót một cái câu tổng số này, tức là câu D, sót câu D. Bây giờ mình quay lại mình làm câu D trước nhé. Làm câu D mới được vào làm tới câu F được các bạn. D là bằng tính tổng số, tính tổng số đây là tổng số lượng được các bạn, tổng số lượng ở đây. Nhưng mà tổng số lượng theo tên hàng, nữa là theo tên ga, cụ thể là theo tên ga. Vì mình không có sử dụng cái hàm sum để mình tính được các bạn. Nhưng mà để tính tổng thì chỉ là sum thôi. Nhưng mà sum theo cái tên hàng đấy thì mình sẽ sử dụng sum ít. Đầu tiên là một cái cột để mình so sánh. Đây. Các bạn ghé cái tên ga. F4 phải đấy. Thì các bạn lấy tên gà đây, ở đây là cái điều kiện các bạn, điều kiện để so sánh đây. Phải đấy. Tiếp tục cột thứ ba, cột thứ ba là cột mình cần tính tổng, thì cần tính tổng gì là tổng số lượng, vậy thì chắc chắn là sẽ là cột số lượng như đây. F4 thì nó sẽ tính tổng, nhưng mà nó không phải tính tổng hết các số lượng này nha các bạn. Ở ô này rồi nó sẽ tính tổng, là tổng cái nào là tên ga là bb ga thôi, bb ga, bb ga, cái nào là bb ga thì nó mới cộng lại thôi, còn mấy cái trường hợp khác thì nó sẽ không có tính khoảng tổng này. Vậy các bạn kéo xuống thì các bạn thấy ở trong đây có những tham số như này. Đầu tiên là cái khối để so điều kiện,
để so sánh được điểm. Thì cái khối này nó phải nằm trên cái bảng chính này. Cái khối tiếp theo là cái khối để tính tổng, thì cái khối này nó cũng phải nằm trên bảng chính này. Chỉ có mỗi điều kiện là nó nằm ở dưới bảng phụ đi các bạn, điều kiện ở giữa. Và tiếp theo mình sẽ quay lại câu F các bạn ha. Câu F là vẽ biểu đồ hình cột hai chiều thể hiện tên ga và số lượng trong bảng phụ. Thì để vẽ biểu đồ thì các bạn nhớ vào bảng chọn Insert. Insert. Đây, đây là nhóm biểu đồ này các bạn. Biểu đồ đây. Đầu tiên, trước khi vẽ biểu đồ thì các bạn phải xác định là mình phải vẽ biểu đồ thể hiện cái gì. Ở đây đã cho tên ga và số lượng. Tên ga thì các bạn chọn được tên ga này. Rồi số lượng ở đây tức là tổng số lượng. Tổng số các bạn nhấn chép, lý do là tên ga và tổng số lượng này hai cột mình đã gọi ra, mình không có quét được, mình quét nguyên khối thì nó dính cái đơn giá vô. Mình quét cái tên ga rồi các bạn nhấn control, xin lỗi, nhấn control, nhấn giữ control cho bàn phím rồi mình quét cái này. Đây, lúc này mình chọn hai cột mới gọi ra, nhưng mà hai cột mà mình được chọn đồng thời rồi, xong rồi các bạn nhái vào cái biểu đồ. Đây là biểu đồ này, là biểu đồ dạng hình cột các bạn, hình cột, hình cột hai biểu đồ hai hai chiều ở đây. Đây là ba ba chiều là 3D, hai chiều là 2D. Đây, thì với những cái phiên bản Office 2012, 2010, 2012, 2013, 2016 đó, những phiên bản mới gần đây đó, thì vẽ biểu đồ các bạn chỉ cần chọn cái dùng dữ liệu rồi sau đó chọn lên biểu tượng biểu đồ là coi như là thành công rồi, cơ bản thành công. À, những cái bài tập này các bạn cũng có thể sử dụng cái phiên bản Office 2013, xin lỗi, phiên bản Office 2003, tức là Excel 2003, Excel 2003 cái phiên bản rất là cũ rồi, nhưng mà mình vẫn sử dụng để mình làm những cái bài tập này được. Rồi, ở đây cơ bản biểu đồ này. Thì không, tiếp theo là mình sẽ chọn vị trí để mình đặt biểu đồ này. Chọn vị trí cái đây. Có thể thu nhỏ nó lại. Đây. Mình ở đây mình có thể là bổ sung thêm một số thông số vào đây. Ở đây là số lượng này, số lượng tên ga, ba loại ga là số lượng. Nhưng mà làm sao để người ta biết đó là số lượng thì các bạn có thể chép vào đây. Đấy, các bạn chép vào acid hay thô. Ở đây nó xuất hiện này, thì các bạn có thể bỏ cái tên của cột này vào. Số lượng. Rồi tiếp theo là cái gì, cái trục ngang thì lấy trục thì là trục tên ngang. Đây. Ngoài ra các bạn có thể là điền thêm cái giá trị, thì cho giá trị vào. Rồi các bạn chọn data label này. Data label chúng ta nó điền chúng ta những cái giá trị ở trên cái biểu đồ. Ví dụ 770, 160, 270. Cơ bản như thế. Rồi tôi vừa hướng dẫn các bạn làm xong bài số 3 này.